Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trường quay của Cà Phê Sáng. Và trên tay của Đức Bảo và Phí Linh là những chiếc quạt giấy mà có một cái màu sắc rất là thô mộc. Nếu quý vị để ý thì không biết làm sao tình cờ là hôm nay là màu của cái quạt bên này thì trùng với cái màu áo và sợi rất là phù hợp luôn đó. Gai linen của anh Bảo. Còn bên này màu cam lại phù hợp với cái áo của Phí Linh. Nhưng mà những cái sắc màu của chúng tôi ngày hôm nay mang đến trường quay thì nó là những cái sắc màu của vải dệt hiện đại, vải dệt công nghiệp. Nhưng mà đây trên là những cái sắc màu mà rất là tự nhiên. Đúng. Mà truyền thống. Đúng rồi. Giấy gió ạ. Thưa quý vị, không biết là nói như thế thì là đã đúng với cả chủ nhân, người đã tạo ra những cái sản phẩm này hay chưa? Chào bạn Đoàn Thái Cúc Hương, người có niềm đam mê với những cái sản phẩm được làm từ giấy gió, rồi giấy điệp, giấy dướng. Bạn có thể nói gì về cái những cái sản phẩm mà bạn ấy mang đến ngay đây ngày hôm nay? Hôm nay có những gì ạ? Mình có thể tạm gọi đây là một tiệm tạp hóa ký ức đi, đúng không? Dạ, chào các anh chị MC và chào khán giả của chương trình ạ. Hôm nay thì em mang đến đây là tất cả những cái sản phẩm mà em làm và ứng dụng từ giấy dướng và giấy gió cổ truyền và cả giấy điệp nữa. Vâng ạ. Nói về những cái trước ở tiên trước thì cho tôi hỏi luôn là cái nào là giấy gió thì tôi biết rồi, nhưng mà giấy dướng và giấy điệp là cái nào, bạn chỉ được không? Giấy dướng là đây ạ, như là quạt trên tay các anh chị đang cầm là giấy dướng ạ. Và đây ạ, những quyển sổ này là đều giấy dướng ạ. Và các cái màu mình đang có với những tờ giấy này ạ đều là nhuộm từ các nguyên liệu tự nhiên. Vâng ạ. Có vẻ như là nó khác giấy gió là nhìn nó nó đanh giấy hơn một chút đúng ạ. Rồi, cứng cáp hơn. Vâng, cứng hơn, đanh giấy hơn. Đỡ thô hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Giấy gió thì khi mình sờ vào thì nó sẽ hơi bông và xốp hơn. Đúng rồi. Vâng ạ, bởi vì là những cái sợi sơ gió ấy thì nó sẽ đan chằng chồng chéo lên nhau. Ok. Vâng ạ, khi mà mình sờ vào nó cho tôi hỏi là những cái texture, tức là những cái bề mặt ấy. Vâng. Đúng không? Nó rất là nhỏ ở trong giấy như thế này là nó từ cái gì đấy ạ? Mỗi loại giấy thì sẽ có những cái hoa văn, những cái điểm xuyết khác nhau. Chẳng hạn như là cái này mà trên tay chị Linh đang cầm thì đây là mình thả rau ngót, mình vò cái lá rau ngót đấy xong mình thả nó vào. Và thỉnh thoảng nếu các anh chị nhìn thấy một vài cái đường vân thì đấy chính là sơ của vỏ cây dướng. Ok. Vâng ạ. Vâng ạ. Để làm cho giấy cứng cáp hơn. Để vào cho nó đẹp hơn thôi ạ. Cho có họa tiết. Ví dụ như cái này thì là để mình làm cái gì ạ? Bình thường thì ngay đầu tiên đây là mình làm cuốn sổ và trên tay anh là một chiếc quạt. Sau đấy thì mình có thể làm những cái đồ thủ công như là mình làm có thể in tranh này hoặc là mình lịch này. Vâng, in lịch này hoặc là mình làm tranh gấp phong bì. Đây là những chiếc phong bì mà em gặp từ giấy dướng. Tôi thấy Phí Linh đã nhắm cái phong bì này muốn xin lắm. Hương để mang về rồi. Không, mua chứ anh. Xin và gửi lại một món tiền đó. Thế còn đây, tôi thật rất là thích cái sản phẩm này. Nó có một cái vỏ bên ngoài trông rất là đẹp mắt. Đây là cái gì ạ? Dạ, đấy là quyển sổ gió được khâu và bìa được làm từ vải đầu dường của bà con dân tộc Thái. Rất là quý hiếm đấy. Vâng ạ, thường thì bà con sẽ bình thường các bà con sẽ đi lên nương và làm việc. Sau đấy thì khi nào có thời gian rảnh rỗi các bà con sẽ ngồi và thêu. Và những cái tấm vải thêu đầu giường này ấy, thì nó sẽ tốn khoảng nhiều khi là đến hàng năm mới được khoảng hơn 1 mét vải chẳng hạn. Như đồng bào dân tộc thì họ làm ra một cái bộ váy áo có khi là phải mất cả đời cho cái họ đi lấy chồng lấy vợ ấy. Đúng rồi ạ. Thực ra thì là tôi quan tâm đến một cái thứ mà ở ngoài kia tôi phải đi ra ngoài này, bởi vì đây là cái đồ chơi mà gắn với tuổi thơ của mình, là mình đã nhìn thấy rồi. Cái đèn cù ấy anh bảo. Cái đèn cù mà được làm bằng giấy gió đúng không ạ? Giấy dướng ạ. Giấy dướng ạ. Làm từ giấy dướng. Nhìn cái vải là nó cái bề mặt của giấy là nó khác với cái giấy gió đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và thường thì giấy dướng thì mình sẽ có nhiều màu khác nhau hơn. Bởi vì là chẳng hạn như là đèn của chị Linh đang cầm ấy thì em có để thêm cả cái nghệ thuật in tranh khắc gỗ lên trên cái đèn để gợi nhớ thêm nữa về thêm những cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Và những cái màu khác nhau chẳng hạn như là màu xám, xanh xám thì là nhuộm từ cây tràm, lá tràm. Và màu cam thì nhuộm từ vỏ cây vải. Tôi rất là tò mò là làm sao mà Thái Hương lại có đến với cái niềm đam mê này mà phát triển nó và có rất là nhiều những ý tưởng như thế. Thực ra thì đấy là một cái nhân duyên rất là tình cờ. Và em khi là đầu tiên mà em được sờ vào tờ giấy đấy là qua một cái lớp học ép hoa khô của một cô giáo. Mà sau khi mà lần đầu tiên thì cô giáo đưa cho em cái tờ giấy đấy là tờ giấy dướng thả lá rau ngót. Em cầm lên và em nhìn thấy cái diềm giấy nó như thế này ạ. Em bảo là cô ơi tại sao nó lại đẹp như thế, đây là tờ giấy gì ạ? Thì cô bảo là đây là tờ giấy dướng. Thì đấy là cái lần đầu tiên mà khi mà em bắt đầu biết đến và em bảo tại sao nó lại đẹp như thế. Và từ đấy trở đi về em cứ chăn trở mãi.
là tại sao lại có một tờ giấy đẹp như thế và đến bây giờ mình mới được biết đến. Cho tôi hỏi là ở đây thì mình mang đến như thế này, nhưng mà ở nhà của Hương thì sao? Cái số món đồ mà rất là xinh đẹp như thế này thì nó chiếm diện tích như thế nào rồi? Thực ra lúc đầu ạ, thì mà em chưa có cái cửa hàng nhỏ khi sinh thì em để vào căn hộ của em đang ở và nó cứ trồng hết các lối đi vào. Và thực sự, nhưng mà có thể mọi người đến thì mọi người thấy nó rất là bừa bộn, nhưng mà cá nhân em thấy hạnh phúc khi em được sống trong nó, bởi vì cứ mở mắt ra là em đã nhìn thấy chúng rồi. Và cứ mỗi lần mở mắt ra em thấy chúng là em mỉm cười luôn, và bọn nó đây ở đây rồi. Và nhiều khi là sản phẩm ngay một bên mà mình nằm ngủ ngay một bên luôn và tỉnh dậy là thấy luôn rồi. Và cứ đó, mà cứ rảnh là em sẽ làm luôn. Tình yêu đích thực. Có một cái kỷ niệm gì rất là đáng nhớ, đặc biệt khi mà bạn tìm tòi rồi sáng tạo ra những cái sản phẩm từ những cái loại chất liệu này? Thực ra là kỷ niệm thì cũng có rất là nhiều. Nhưng mà cái mà khiến cho em đáng nhớ nhất, đấy là khiến cho em đáng nhớ nhất đấy chính là khi mà bởi vì là trước đấy em khá là tự ti, và em thấy mọi người khéo tay quá, em cứ ước thôi. Em bảo là ui sao mọi người khéo tay thế, mình ước mình cũng khéo tay như mọi người. Và cho đến khi mà em thử, em cứ thử làm đồ, em nghĩ là em không làm được, nhưng mà làm rồi thì em mới thấy rằng là thực ra mình cũng làm được, tại sao mình không thử. Và từ đấy cứ thế trở đi là tất cả những cái sản phẩm này thì em cứ thế em bắt đầu em thử và em làm. Mà trong khi đấy là cái công việc ban đầu của mình làm rồi, không hề liên quan đến những thứ thủ công như này đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng đúng. Chính xác là bạn làm gì? Hiện tại thì em đang làm một giáo viên dạy tiếng Anh. Vâng ạ. Tiếng Anh. Và cái này lúc đầu khởi điểm nó giống như là một cái thú vui đam mê. Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Bởi vì là em đã thích thủ công từ trước rồi, nhưng mà em cứ nghĩ rằng là em không thể làm được, và em nghĩ là em không đủ khéo tay để làm những cái sản phẩm như vậy. Và em đã thử để em thấy là em vẫn làm được, và em nghĩ là mọi người cũng sẽ làm được. Mình nghĩ là rất là hay. Cái xuất phát điểm của một nghệ nhân không phải là từ gốc gác gia đình, mặc dù có thể đó là một lợi thế, nhưng mà cái sự cần cù bền bỉ bằng năm tháng, và đặc biệt là cái tình yêu mà mình có thể ngủ bên cạnh những tác phẩm của mình ấy, nó sẽ giúp cho một người có thể đi xa trên cái hành trình đam mê của mình. Hương ơi, mình thấy rất là thích những cái tác phẩm của bạn, bởi vì mình cũng là một con người mà rất là thích đi tìm về những cái giá trị thô mộc nguyên bản ấy. Cho nên là ngày hôm nay được nhìn thấy những cái đồ vật này ở đây, rồi được quý vị khán giả cũng nhìn thấy những tác phẩm mà Hương mang đến cả một cái sự kỳ công và cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng. Nếu quý vị nhìn phóng tầm mắt của mình ra đằng sau thì còn nhìn thấy những cái đồ chơi rất là lớn, những chú cá chép. Hương đã làm những cái tác phẩm này như thế nào? Những cái chú cá này thì em sử dụng nứa ngâm với vôi, sau đấy thì là mình làm ra được cái kết cấu của nó. Và tiếp đến thì em cái base, cái nền của con cá, cái giấy em dùng ấy, đấy là gọi là giấy gió vân. Tại sao gọi là giấy gió vân? Bởi vì khi mà mình làm giấy á, thì mình sẽ sử dụng cái sơ thân của cây gió thả vào ở trên đấy để làm cái hoa văn điểm xuyết trên đấy, mình gọi là giấy gió vân. Và dùng cái đấy, và sau đấy thì em đã đi xe máy lên trên Hòa Bình và nhặt đất và nhấn mạnh là đi xe máy nhá. Và nhặt các cái màu đất khác nhau ở ven núi khi mọi người đào múc ạ. Và sau đấy thì em tìm thấy các cái màu khác nhau và em mang về và em trộn màu lên và làm thành màu tự nhiên để sơn lên ạ. Bởi vì là em cô giáo Hương trông nhỏ nhắn như này nhưng mà rất là máu chiến đúng không? Đã vì đam mê là mình lăn lên bò tòi. Đấy chính là cái con đường mà mình đi đến cái từ nghệ nhân đấy. Thế Hương ơi, cái ứng dụng của mình với cái niềm đam mê của mình trong cái đời sống bình thường thì mình làm được gì cho mọi người, hay là mọi người sẽ có được cái giá trị gì từ cái bộ môn nghệ thuật này? Dạ, bởi vì thực ra là giấy gió thì đã có rất là lâu rồi. Và hiện nay thì các bạn trẻ, vì đặc biệt là các bạn trẻ học liên quan đến nghệ thuật, thì các bạn ấy cũng biết và bắt đầu sử dụng lại. Nhưng mà bởi vì là khi mà em, sau khi em biết về giấy dướng và em tìm hiểu thêm sâu thì có giấy gió và giấy điệp nữa, thì em thấy cái ứng dụng về các sản phẩm và để mình có thể sử dụng hàng ngày ấy, nó chưa nhiều. Và em nghĩ rằng tại sao mình lại không làm nhỉ? Tại sao mình lại không làm một cái gì đấy để khiến cho mọi người bắt đầu dùng nó nhiều hơn và nhớ đến nó nhiều hơn bằng cách đấy. Bởi vì là nếu như mình chỉ sử dụng giấy thôi thì nó chỉ đơn thuần, nó chỉ dừng lại ở cả việc viết và vẽ chẳng hạn như vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình ứng dụng thì mọi người có thể dùng được nhiều hơn nữa. Và biến nó trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật thực sự đúng không? Cảm ơn những chia sẻ của Thái Hương rất là nhiều, và chúc bạn sẽ ngày càng có nhiều những sự sáng tạo và tìm tòi hơn nữa. Bộ sưu tập thì ngày càng lớn lên, không chỉ một cửa hàng nhỏ mà nhiều cửa hàng to. Và bạn nhớ là tôi sẽ xin được giả tiền để mua cái tác phẩm này về nhá. Tôi nghĩ là rất là nhiều của bạn tôi chốt đơn, tôi làm chứng.